sư cho con hỏi những người ném đá đánh đập ngài vô não sau khi ngài đã xuất gia thì có họ có tạo ác nghiệp nặng nề đúng không sư hay đó chỉ là ngài vô não phải trả nghiệp hay các người kia vừa tạo nghiệp và ngài vô não vừa trả nghiệp con mong sư cho con thấy góc nhìn của sư À, ngày vô não á tức là ngày ăn má lá là vì mà cắt ngón tay người mà xỏ làm cái tràng hoa đó, mà rượt đức Thế tôn à, xa ba do tuần đấy thì khi ngài xuất gia thì những cái người mà đánh đập ngài đó thì như sư nói sư um, sư nói nhiều lần là gì cái việc người ta làm là nghiệp của người ta còn cái à, cái việc của mình là nghiệp của mình tức là đó khi mà ngài vô não ngài bị đánh thì đó là nghiệp của ngài do nghiệp của ngài nó trổ cho nên là ngài mới bị đánh nhưng mà cái người đánh ngài đó là họ tạo cái nghiệp của họ nhớ nha ai tạo nghiệp nấy và ai cả nghiệp nấy ví dụ như à cha mẹ mà bị cái đứa con bất hiếu thì cái việc mà người cha người mẹ đó bị cái đứa con bất hiếu thì đó là nghiệp của người cha người mẹ đó có thể là nghiệp của người cha người mẹ sở dĩ sư nói có thể ở đây là để tránh cái trường hợp là cái giống gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp thì nó không đúng ha, nhưng mà trong một số trường hợp thì do nghiệp của người cha người mẹ cho nên là họ phải chịu cái cảnh là bị con cái nó bất hiếu đó là nghiệp của họ nhưng bản thân con cái nó bất hiếu thì đó là ác nghiệp của chính đứa con đó tức là người cha người mẹ hưởng cái quả cũ của cái ác nghiệp họ đã tạo còn cái đứa con là nó đang làm cái ác nghiệp mới và nó sẽ nhận cái quả báo sau này hai cái chuyện này là hai chuyện khác nhau ừ.